Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Bún. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục series về chủ đề soát son. Trên tay mình đây là một bộ son mới nhất từ thư nhà Roman thuộc bộ sưu tập Handbook. Ở trong bộ sưu tập lần này thì có hai dòng, đấy là Lassie True Martin và Lassie Water Tint. Và mình cho mọi người đấy là bộ sưu tập lần này thì màu của em nó cực kỳ đỉnh luôn ý. Ok, chúng mình cùng bắt tay vào video này luôn nhé. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người soát một bộ son đến từ nhà Roman thuộc bộ sưu tập Handbook. Trước tiên thì mình sẽ soát 4 cây thuộc dòng Sea True Martin trước nhé. Mở đầu là màu 07, màu cam nốt đất. Màu son này thì thích hợp với mọi tông da. Nhắc đến tông son nút thì chắc hẳn là mọi người sẽ hơi lăn tăn một chút xíu đúng không? Khi mà đánh từ màu son này thì mình đảm bảo với mọi người đấy là sẽ không bị tải da như là những cái tông son nút dành cho make up tây đâu. Nếu mọi người đang muốn bắt đầu với những màu son nút thì rất nên thử những tông màu như này. Nhưng mà để son lên đẹp nhất ý, thì đòi hỏi mọi người có một men răng trắng một chút và đi kèm một chút xíu make up thì màu son mới lên đẹp được. Chất son của dòng Sea True Martin này thì đánh nhẹ một lớp vào lòng môi thì sẽ lì hơn là thoa đậm cả môi. Son lên màu chuẩn ngay từ lần quẹt đầu tiên, độ bám khoảng tầm 4 đến 5 tiếng nếu không ăn uống gì. Nếu mọi người ăn một bữa lớn mà chứa dầu mỡ thì son sẽ trôi đi và chỉ còn một lớp tinh màu bên dưới thôi. Tiếp theo là màu 08, màu mà mình thích nhất và cực kỳ hợp với make up look tông tím nhẹ nhàng hôm nay của mình. Hồng nốt đất pha một chút xíu đỏ, màu này lên thì sẽ khá phụ thuộc vào nền môi của mọi người. Khi đánh phun môi thì em nó sẽ có thêm một chút ánh tím, giống như kiểu màu của gánh hoa hồng khô ấy. Chất son lần này thì sẽ lì hơn so với những phiên bản trước đây. Bản thân mình thì thích chất son này hơn, tuy nhiên do chất son nó hơi đặc một chút là khi thoa phun môi mọi người lưu ý là chỉ nên lấy ít son thôi để tránh tình trạng đấy là son bị đọng vào cái phần lòng môi nhé. Một màu son không thể không có trong bất kỳ một bộ sưu tập son nào đấy là màu đỏ đất 09. Đây là màu son mà mọi cô gái đều nên sở hữu ít nhất là một cây. Tuy nhiên không phải màu đỏ đất nào cũng lên xinh trên mọi tông da. Có cây thì lên sẽ hơi bị tươi quá và có cây thì hơi bị đất quá, nhìn sẽ hơi bị dữ. Đây là màu son mà mình recommend cho mọi người. Một tông son đỏ đất hoàn hảo cho mọi tông da, make up hay để mặt mộc đánh màu này thì xinh hết ý. Gọn son lần này thì mình thấy là sẽ hơi bị cứng một chút. Mình thích thiết kế son hình chiếc lá hoặc là thuôn dài như dòng son bóng hơn. Mặc dù vậy nhưng mà thiết kế này thì viền môi cũng khá là dễ. Thank you.
cuối cùng là màu 10, hồng đất pha tím. Đây là một mùa son khá lạ, đánh lòng môi sẽ mang lại cảm giác nữ tính nhẹ nhàng, còn khi thoa phun môi thì sẽ cá tính hơn rất là nhiều đấy. Màu son này thì phù hợp với mọi tông da, vì thuộc tông lạnh nên là đánh lên sẽ cực kỳ trắng rang luôn. Với mình thì thích đánh em này lòng môi cùng với một cái make up look nhẹ nhàng hơn. Nói chung là những cái màu son hôm nay thì cực kỳ đặc trưng cho xứ sở của Kim Chi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang soát những em son thuộc dòng Latin Water Tint nhé. Em son này chỉ khác là vỏ son sẽ bóng thay vì nhám ly. Nhìn qua vỏ giấy thì sẽ khá là giống nhau nên là mọi người nhớ để ý một xíu để không bị lẫn nhé. Màu đầu tiên là màu 10, màu son này thì tương tự như màu 07 của dòng Sea True Matin. Chỉ khác là em này thì là son bóng thôi. Màu son lên nhẹ nhàng, độ bóng vừa phải, son lên môi cảm giác khá là dễ chịu, không bị dính như những dòng son bóng khác. Với màu son bóng thì mình chỉ thích thoa ở lòng môi và tán nhẹ ra một xíu, còn khi đánh phun môi thì cảm giác là môi sẽ dày quá ấy. Tuy nhiên khi thoa phun môi thì độ bóng của em nó lên cực đỉnh, là bạn nào thích thì vẫn nên thử nhé. Tiếp đến là màu 11 cam nâu đỏ. Màu này thì đánh vào mùa thu đông xinh lắm luôn ý. Khi đánh màu này thì làm mình suy nghĩ đến màu của quả bí ngô ấy, nên là màu son phù hợp với mọi tông da. Em son này thì bám màu khá là tốt, có thể lên màu đều ở cả môi trên lẫn môi dưới luôn. Lớp bóng thì sẽ trôi đi sau khoảng tầm 2 tiếng, còn lớp tint màu thì vẫn giữ nguyên. Còn sau khi ăn một bữa lớn thì son sẽ trôi và chỉ còn một cái lớp tint màu nhẹ ở bên dưới. Tiếp đến là một tông son khá lạ, đây là lần đầu tiên mà mình thử màu son như này luôn, đỏ hồng đất pha tím, một sự kết hợp phải nói là đỉnh cao luôn ý, đánh lên môi cực kỳ tôn da và trắng răng luôn. Bạn nào mà thích những tông son lạ nhưng mà vẫn lên đẹp trên mọi tông da thì rất nên thử em này. Em son này thì có trọng lượng là 4g và đã có mặt tại thị trường Việt Nam rồi, mình sẽ tìm link và để dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Màu son cuối cùng là màu 13, hồng tím đất. Đợt này những màu son pha tím đang rất là hot luôn. Em son này thì sẽ hơi khó sử dụng một chút, vì những tông tím như thế này thì không phải là ai đánh lên cũng hợp, và đặc biệt là cần đi kèm nhiều make up một chút thì lên mới xinh được. Những bạn cá tính đang muốn tìm một màu son lạ cho mùa thu đông năm nay thì hãy thử màu son này nhé. Vừa rồi thì mình đã cùng với mọi người soát sang 8 em son đến từ nhà Roman thuộc bộ sưu tập Handbook. Màu mình thích nhất đấy là màu 08 và 09 của dòng Sea True Matin và màu 12 thuộc dòng Latin Water Tint. Cảm ơn mọi người đã xem hết video hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe YouTube của mình và vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Còn bây giờ thì bye bye.